Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phạc-na-âm, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong phần lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể thu thập rất là nhiều đề tài. Một trong những đề tài mà chúng ta muốn chia sẻ hôm nay là cái xấu của tham vọng cần phải tránh. Theo cách hiểu thông thường thì tham vọng trái nghịch với đức khiêm nhường, và tham vọng sẽ đưa đến cái tình trạng là phân bì, ganh tị. Tham vọng muốn làm lớn dường như là chiếm lấy cái cuộc đời của các môn đệ của Chúa Giêsu, và đặc biệt là trên con đường đến thành Ca-phác-na-âm xứ Galilea. Các môn đệ của Chúa Giêsu, các ngài đã tranh luận với nhau về cái chuyện đó. Tôi có đọc một câu chuyện nói về tham vọng và khiêm nhường. Cách đây khoảng 12 năm, thượng nghị sĩ người Mỹ Ted Kennedy 1932 và 2009, ông đã qua đời. Trước mắt người đời, ông ta là một người có địa vị ở trên thế giới, một nhà chính trị có tiếng ở nước Mỹ. Trước mắt người đời, ông Ted Kennedy là thành viên của dòng họ Kennedy, của Tổng thống Kennedy, em của John và Robert Kennedy, nên ông đã đạt đến tột đỉnh vinh dự của loài người. Nhưng dù vậy,
trong cái buổi tang lễ. Ông là người Kitô giáo, cho nên người ta đã chọn đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 35-36. Chúa Giêsu nói: "Ta đói, các anh đã cho ta ăn; ta khát, các anh em đã cho ta uống", vân vân. Trong bài giảng lễ tang hôm đó, linh mục không quên nhấn mạnh rằng về phần đời, về phần danh dự, cái tầm ảnh hưởng, uy thế và danh vọng của thượng nghị sĩ Ted Kennedy, và phần khác là cái tình thương mà ông thượng nghị sĩ này đã thực hiện khi ông còn sống. Tình thương của ông đối với những người nghèo, tình thương của ông đối với những người đau khổ, đối với những ngoại kiều, đối với những di dân, vân vân. Và người ta kết luận đây là một cái tấm gương khiêm nhường. Thưa anh chị em, tham vọng của con người thường mang đến những cái cơn bệnh khác nhau. Một trong những loại bệnh này được nhận ra trong bài đọc thứ nhất, sách Khôn Ngoan. Cái loại bệnh xuất phát từ tham vọng đó là cái loại bệnh khinh dễ và tố cáo người công chính. Đời sống tốt của người công chính vẫn luôn luôn bị tra hỏi bởi những người bất chính, cho đến nỗi những người bất chính này luôn luôn tìm cách gài những cạm bẫy cho người công chính xa vào. Bệnh này độc lắm. Cái bệnh này nó ngăn cản những người bất chính không thể nào thực hành điều thiện. Cái bệnh này luôn luôn muốn hạ nhục và tấn công người công chính, bởi vì những người công chính sống hiền hòa và nhẫn nhục. Những người bất chính, họ không chấp nhận người công chính đi theo đường lối của Thiên Chúa, bởi vì những người bất chính, những người vô đạo này, chính họ đã lìa xa Chúa. Đúng, bởi vì bóng đêm nguyền rủa ánh sáng là cái chuyện thường, và nhiều cái thứ bệnh khác nữa xuất phát từ tham vọng được Thánh Giacôbê khám phá và ông chép ở trong bài đọc thứ hai mà hôm nay chúng ta đọc. Sau khi quan sát bản tính, cách ăn nết ở của con người nhân loại, Thánh Giacôbê đã liệt kê trong bức thư của Ngài những cái thứ bệnh độc hại xuất phát từ lòng tham vọng. Những thứ bệnh đó rất là có hại cho đời sống đạo đức. Ở trong đó dĩ nhiên chúng ta không có thể nào kê hết ra đây. Thì độc hại đặc biệt là cái bệnh ghen tương. Qua cơn bệnh này, thánh nhân muốn đề cập đến sự tranh chấp và khát vọng, đề cập đến sự hỗn độn và đủ thứ tệ đoan ở trong ghen thương. Có phải cái tính ghen thương cộng lại với sự tham vọng đã thúc đẩy các môn đệ của Chúa Giêsu tranh cãi với nhau xem ai là người đứng đầu, xem ai là người lớn nhất trong nước mà mình, thầy của mình sẽ lập ra hay không? Ngày hôm nay, thưa anh chị em, một số người trong chúng ta luôn luôn đặt để tham vọng của mình trong cái túi xách, ở trong tâm hồn của mình, trong đời sống của mình. Nếu có cái dịp thì móc cái tham vọng của mình ra ngay để thỏa mãn cái tham vọng của mình. Một cái số khác đặt để tham vọng của mình nơi danh dự, nơi chức tước,
nơi địa vị xã hội, và một số khác nữa, để đạt được tham vọng của mình, họ đã không ngần ngại sử dụng những cái phương tiện không liêm chính. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài dạy chúng ta như thế nào về tham vọng? Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, tham vọng hệ tại việc phục vụ tha nhân một cách khiêm nhường và bền bỉ. Chúa dạy như thế. Chúa nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Trước mặt Chúa, người đứng đầu thực sự không nhất thiết phải là người làm những việc gì cả thể ở trên thế giới. Trước mặt Chúa, người đứng đầu thực sự đó là người phục vụ người khác, nhất là phục vụ những người thấp cổ bé miệng trong thế giới này. Và cũng trong bài phúc âm này, tường thuật lại Chúa Giêsu đã chứng minh cụ thể vào giáo huấn phục vụ của mình bằng cách đặt đứa nhỏ ở giữa các môn đệ, ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Vào thời của Chúa Giêsu, những trẻ nhỏ được ví như con số không, chúng nó là đối tượng của sự khinh dễ. Chúng nó thường bị đuổi xa những chỗ người lớn sinh hoạt. Và việc mà Chúa Giêsu đưa đứa bé vào giữa các môn đệ và ôm lấy nó có ý nghĩa như thế này. Danh vọng thực sự theo ý Chúa dạy là nằm trong việc làm đầy tớ tất cả, nhất là đầy tớ các người nghèo, các người bần cùng. Và phục vụ mà không cần, ngày hôm nay phục vụ mà không cần phải xuất hiện trên truyền thanh hay truyền hình, trên các báo đài, trên các huân chương. Phục vụ một cách kín đáo. Điều quan trọng là, và chúng ta đáng chú ý, là giáo huấn của Chúa Giêsu vừa tâm mọi người và phổ thông hết cho tất cả mọi người. Bởi vì Chúa Giêsu, trong khi đặt danh vọng cao nhất là phục vụ người khác, thì Chúa Giêsu cũng biết cái cách làm sao để cho tất cả mọi người, dù nam hay nữ, dù tu sĩ hay là giáo dân, cũng có thể thực hiện được điều đó. Thưa anh chị em, ước muốn làm người đứng đầu ăn sâu vào trong tâm tính của con người nhân loại chúng ta. Thế nào đi nữa cũng có mình những ước muốn đó ở trong con người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng thích có một chút danh vọng, địa vị xã hội và địa vị trong giáo hội. Nhưng dù vậy, chúng ta nên biết rằng sự thỏa mãn vì được ca tụng không tồn tại mãi mãi đâu. Sẽ có một ngày danh vọng và địa vị biến mất khỏi con người chúng ta. Bởi vì con người và thế giới mà chúng ta đang sống vốn là bất tất thay đổi, nay còn mai lại mất. Chính vì thế mà chúng ta hằng ngày hằng giờ phải tìm cái thứ danh vọng và địa vị nào mang cái tính trường tồn cho đến sau khi chúng ta chết. Danh vọng và địa vị đó chỉ có thể tìm được nơi việc phục vụ
những người bé mọn theo tinh thần của bài phúc âm mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay.